kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị. Trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có 68 dự án ưu tiên thu hút đầu tư, bao gồm dự án khu du lịch đô thị sinh thái phía Nam, huyện Phù Cử, dự án đầu tư xây dựng các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, môi trường, y tế, giáo dục và các lĩnh vực khác theo quy hoạch định hướng của tỉnh. Dự án xây dựng khu nông nghiệp công nghiệp cao tại huyện Kim Động, dự án phát triển nông nghiệp tập trung xa khu dân cư tại huyện Tây Lữ, dự án xây dựng khu thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao, vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp, dự án xây dựng khu tập trung sản xuất nông nghiệp sạch công nghệ cao ngoài đê tại huyện Phù Cử, dự án xây dựng khu tập trung sản xuất nông sản sạch công nghệ cao tại huyện Phù Cử, dự án nông nghiệp sạch nông nghiệp công nghệ cao tại xã Lương Tài, dự án nông nghiệp sạch nông nghiệp công nghệ cao tại xã Việt Hưng, dự án nông nghiệp sạch nông nghiệp công nghệ cao tại xã Đại Đồng, các dự án nông nghiệp sạch nông nghiệp công nghệ cao chăn nuôi khác theo quy hoạch ngành, dự án hạ tầng kỹ thuật chợ đầu mối nông sản và thực phẩm Kim Hưng, dự án phát triển xây dựng các chợ đầu mối, chợ truyền thống, trung tâm thương mại, siêu thị, khu dịch vụ thương mại theo quy hoạch, dự án nhỏ đô thị tại huyện Tiên Lữ, dự án khu đô thị Min tại huyện Yên Mỹ, dự án khu đô thị mới sinh thái kết hợp dịch vụ Yên Châu, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị sinh thái Giai Phạm, dự án khu đô thị Thanh Long, dự án đô thị phía Nam đường trục trung tâm, khu đô thị phía Nam quốc lộ 5, dự án khu đô thị mới Sen Hồ, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Mỹ Hào Garden City, dự án khu trung tâm hành chính mới thị xã Mỹ Hào và khu đô thị trung tâm, dự án đầu tư xây dựng phân khu A khu đô thị phía Bắc quốc lộ 5 thuộc khu đô thị phố Đối, dự án khu đô thị phía Bắc quốc lộ 5 phân khu B, dự án khu đô thị Văn Giang huyện Văn Giang, dự án khu đô thị phía Đông sông Điện Biên, dự án khu đô thị tại xã Liên Phương thành phố Hưng Yên, dự án khu dân cư đô thị kết hợp dịch vụ và công viên Hồ An Vũ, dự án khu đô thị dịch vụ thể dục thể thao sân golf nhà ở, dự án khu xúc tiến đầu tư cho dự án tại khu Đại học Phổ Hiến, tỉnh Hưng Yên, khu dự án khu đô thị Đình Dù Như Quỳnh, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Villata, huyện Văn Lâm, dự án khu đô thị mới thương mại và dịch vụ Văn Giang, dự án khu đô thị nhà vườn sinh thái Văn Giang, dự án đầu tư khu đô thị tại xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, dự án khu dân cư mới và nhà ở xã hội tại huyện Ân Thi, dự án khu đô thị mới Hoàng Hoa Thám, giáp khu công nghiệp Văn Nghệ Hoàng Hoa Thám, dự án khu đô thị số 2, khu công nghiệp đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt, dự án khu đô thị phía Bắc DT382, dự án khu đô thị phía sông Điện Biên, dự án quy hoạch phân khu hai bên đường DH57, dự án khu đô thị Lý Thường Kiệt, khu đô thị số 1 thuộc khu công nghiệp đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt, dự án khu đô thị tại thị trấn Khoái Châu, Bình Kiều dọc tuyến đường tránh DT377 mới, dự án khu đô thị dọc đường Kinh Đông, dự án nghiên cứu khu đô thị dịch vụ thể thao giải trí nhà ở Kim Động, Khoái Châu, dự án đầu tư xây dựng khu tổ hợp dịch vụ thương mại dịch vụ, dự án khu đô thị sinh thái Châu Giang, dự án khu phức hợp đô thị du lịch sinh thái Sân Gôn, Khoái Châu, dự án khu đô thị Tân Tiến Ecoland City, dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, dự án khu phức hợp đô thị du lịch sinh thái Sân Gôn Kim Động, dự án quy hoạch khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ thị trấn Lương Bằng, dự án quy hoạch nhà ở công nhân và thương mại dịch vụ sản xuất kinh doanh xã Toàn Thắng, dự án các khu đô thị nhà ở điểm dân cư nông thôn, khu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân gần các khu công nghiệp, dự án hạ tầng các khu công nghiệp theo quy hoạch theo danh sách các khu công nghiệp quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp theo danh sách các khu công nghiệp quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự án đường trục trung tâm thị trấn Lương Bằng kết nối với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình. Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường huyện 71. Dự án xây dựng đường trục trung tâm huyện Văn Lâm. Dự án xây mới và cải tạo, nâng công suất trạm biến áp 500kV, 220kV. Dự án xây mới đường dây 500-220kV, dự án xây mới và cải tạo nâng công suất trạm biến áp 110kV, dự án xây mới và cải tạo
nâng tiết diện đường dây 110 kV, dự án xây dựng và phục dựng phố Hiến xưa, dự án khu công viên Tâm Linh Đảo Dương, dự án sân golf sông Hồng, dự án khu tổ hợp thương mại dịch vụ thể dục thể thao sân golf Kim Động. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội kế hoạch hoàn thành năm 2026 và đưa vào sử dụng khai thác năm 2027. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là triển khai dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư PPP, đảm bảo tiến độ và giải ngân vốn trung ương năm 2024, được bố trí cho dự án là 4.190 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai, dự án thành phần 3 còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc về quy định của pháp luật, mặc dù đã được chính phủ giao các bộ ngành có liên quan phối hợp thành phố Hà Nội để hướng dẫn và giải quyết. Tuy nhiên, trong thời gian chờ hoàn thiện chính sách pháp luật đối với dự án đầu tư PPP, các khó khăn này ảnh hưởng tới việc triển khai thực hiện dự án thành phần 3. Ngoài ra, nếu trong trường hợp thời gian lựa chọn nhà đầu tư kéo dài do các yếu tố bất khả kháng như không có nhà đầu tư tham gia đấu thầu, cần gia hạn thời gian mời thầu, thì việc giải ngân vốn đầu tư công sẽ khó khăn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép thực hiện tiểu dự án đầu tư công trong dự án thành phần 3 như một dự án đầu tư công thông thường và được triển khai độc lập, song song và không phụ thuộc vào tiến độ, kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện phần còn lại của dự án thành phần 3. Đồng thời, Thủ tướng cho phép thành phố giao cơ quan trực thuộc là chủ đầu tư thực hiện tiểu dự án đầu tư công theo pháp luật về đầu tư công. Trường hợp có nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án thành phần 3, nhà nước sẽ sử dụng tài sản công là tiểu dự án đầu tư công nêu trên, hỗ trợ nhà đầu tư để thu phí trên toàn tuyến cao tốc vành đai 4. Trường hợp tổng mức đầu tư các dự án thành phần có sự thay đổi so với sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án thành phần được duyệt nhưng không vượt sơ bộ tổng mức đầu tư của toàn bộ dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép. Với trường hợp tổng mức đầu tư dự án thành phần giảm thì được giữ nguyên phần ngân sách trung ương hỗ trợ như theo Nghị quyết số 56/2022/QH15. Trường hợp tăng tổng mức các dự án thành phần, các địa phương sẽ tự cân đối bằng nguồn vốn ngân sách địa phương, giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là cơ quan đầu mối để rà soát, điều hòa, cân đối, thống nhất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và tỉnh Bắc Ninh về số liệu điều chỉnh tăng, giảm tổng mức đầu tư các dự án thành phần, các địa phương thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư phê duyệt điều chỉnh các dự án thành phần. Chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét cho ý kiến và quyết định vào kỳ họp thứ 8 vào cuối tháng này. Đây là dự án lớn nhất, hiện đại nhất từ trước đến nay, có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 67 tỷ đô la Mỹ, tương đương với khoảng 1,7 triệu tỷ đồng theo tỷ giá hiện hành. Một trong các vấn đề được quan tâm là phương án vốn đầu tư cho dự án. Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam đã được nghiên cứu từ gần 15 năm trước. Lúc đó, quy mô GDP của Việt Nam mới chỉ khoảng 147 tỷ đô la Mỹ, thì con số 56 tỷ đô la Mỹ tổng mức đầu tư cho dự án chiếm tới 38% và đẩy tỷ lệ nợ công lên mức gần 57% GDP, là mức cao gần chạm ngưỡng cho phép. Đến thời điểm này, khi nhu cầu vận tải tăng cao, quy mô nền kinh tế năm nay dự báo đạt trên 465 tỷ đô la Mỹ, tức là cao gấp hơn 3 lần so với năm 2010, thì nguồn lực để đầu tư cho đường sắt tốc độ cao 67 tỷ đô la Mỹ đã không còn là trở ngại lớn. Liên quan đến hình thức và nguồn vốn đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải cho biết dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được đầu tư theo hình thức đầu tư công với nhiều hình thức gồm cả vốn ngân sách, vốn trái phiếu chính phủ và vốn vay. Với phương án bố trí vốn cho dự án trong khoảng 12 năm, bình quân mỗi năm sẽ cần đầu tư khoảng 5,6 tỷ đô la Mỹ, tức khoảng 145.000 tỷ đồng theo tỷ giá hiện hành. Vấn đề thu xếp nguồn vốn cho dự án cũng đang có chiều hướng thuận lợi hơn trong thời gian tới. Đánh giá của Bộ Tài chính cho thấy, nếu được thông qua thì đến năm 2030 dự án hoàn toàn đáp ứng được 3 tiêu chí về an toàn nợ công, nợ chính phủ và nợ quốc gia đều thấp hơn mức cho phép từ 5 đến 15%. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân hai bên bờ sông Hồng thuộc huyện Lâm Thao và Tam Nông, từ 14 giờ ngày 4 tháng 10, Lữ đoàn 249 thuộc binh chủng công binh triển khai lắp và chạy thử nghiệm hai phà cơ động phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Theo đó, người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, các loại xe mô tô từ xã Hương Nội, huyện Tam Nông sang xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao
và ngược lại có thể qua sông Hồng bằng phà. Thời gian mỗi chuyến di chuyển từ bến này sang bến kia khoảng 15 đến 20 phút, mỗi chuyến chở được từ 30 đến 35 người và phương tiện. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, công tác tuần tra tìm kiếm người mất tích và trục vớt trên sông Hồng sau sự cố sập cầu Phong Châu ngày 9 tháng 9 vẫn đang được triển khai tích cực.